Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nhật ký thủy hoa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và Quỳnh, chào các bạn khán giả. À, xin lỗi. Ghê không? Phải mấy cái chuyện tình cảm rồi tình yêu sánh súa gì không? Không. Ôi trời, bữa nay nhà tao Quỳnh Anh đọc sách sử mới ghê chứ. Cái gì đó? Ý là sao? Ý là sao? Thì ý là nào giờ có thấy Quỳnh Anh nghiên cứu lịch sử đâu mà tự nhiên bữa nay tự nhiên chuyển sang làm nhà nghiên cứu lịch sử vậy? Không dám đâu nha. Quỳnh Anh là cực kỳ thích sách sử luôn á. Có cái câu rất là hay đó là dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Google. Hay quá hay quá ha. Thì thật ra thì Khoa cũng dở anh tí xíu thôi. Chứ cái việc mà Quỳnh Anh đọc sách sử cũng là một điều cực kỳ đáng được trân trọng đó các bạn à. Tại vì hiếm lắm mới thấy Quỳnh Anh đọc một cuốn sách sử say sưa như vậy. Quá đáng. Rồi, thôi thì không chọc Quỳnh Anh thông thái của chúng ta nữa. Khoa sẽ mời các bạn đến ngay sau đây với chuyên mục tọa độ XY. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tọa độ XY. Và các bạn ơi, thật ra thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là sử Việt tôi yêu. Nhưng mà thú thật với các bạn á, là mỗi lần nhắc tới môn lịch sử á, là Khoa cũng hơi lo sợ tí xíu. Tại vì hả, nên là những con số, là những sự kiện nè, quá trời quá đất luôn, rất là khó nhớ. Mà mỗi lần hả, ngày xưa đi học mà đến tiết sử là sợ lắm. Chắc là các bạn, nhiều bạn cũng giống như Khoa đúng không? Nghe là biết Khoa không có biết cách học lịch sử cho nó dễ dàng hơn rồi, đúng không? Sao Quỳnh Anh có cách gì không? Khoa có biết đến ngày hội thanh niên thành phố với sử Việt không? Không, nghe lạ quá, mà cũng phải hoành tráng đó. Có cái gì trong đó nè? Lần đầu tiên, một không gian mở để thanh niên thành phố có thể tiếp cận dễ dàng hơn với lịch sử đã được tổ chức nha. Với rất là nhiều hoạt động sáng tạo cũng như là phong phú đa dạng, như là xem phim nè, rồi triển lãm nè, rồi còn có những cái như là biểu diễn nghệ thuật về lịch sử nè, hay là giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử, cũng như là có một cái sân chơi đó là điểm hẹn lịch sử nữa. Wow, như vậy là rất là nhiều hoạt động phong phú. Ngoài ra thì cái chương trình này còn có đề cập đi đến với những vấn đề hiện đại không? Đúng rồi đó, quá khứ hào hùng của dân tộc đang xen khéo léo với những câu chuyện lịch sử hiện đại, những vấn đề thời sự đất nước như là chủ quyền biển đảo tổ quốc nè, để cho mọi người cảm thấy rất là nhẹ nhàng với nó và dễ dàng truyền dẫn đến lòng mọi người. Wow, như vậy là cái sân chơi này đúng là một nơi để cho các bạn nào yêu thích về lịch sử Việt Nam có thể tìm hiểu và có được những cái kiến thức rất là bổ ích đúng không? Mà thật ra khi mà Quỳnh Anh nói đến là cái cách để học lịch sử nó dễ dàng á, thì Khoa thì tính Khoa cũng hơi làm biếng tí xíu, thành ra là cũng không có chịu khó đi đây đi đó hoặc là đọc nhiều sách. Nhưng mà Khoa có một cái hình thức giải trí nó thư thả nhưng mà nó cũng mang đến kiến thức bổ ích về lịch sử. Trời ơi, hay vậy, là gì? Đó là xem phim. Xem phim hả? Chắc chắn là các bạn khán giả của chúng ta thì rất là thích xem phim đúng không? Đó là một cách giải trí rất là đơn giản các bạn vào ngày cuối tuần. Thì nếu như mà các bạn yêu thích lịch sử thì tại sao các bạn không xem phim về lịch sử? Sẵn đây thì Khoa cũng sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim hoạt hình về lịch sử rất là hấp dẫn. Đó là bộ phim mang tên Đại chiến Bạch Đằng, trận chiến trên sông Bạch Đằng rất là hào hùng của dân tộc ta vào năm 938. Thưa tướng quân, bây giờ địch đã vào sâu trong bãi cọc rồi ạ. Tốt lắm, đã đến lúc thủy triều rút rồi. Tất cả chuẩn bị tổng phản công cho ta. Tuân lệnh. Đầu năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền Xưng Dương chính thức lên ngôi ở kinh đô Cổ Loa, sử cũ gọi là Ngô Dương Quyền. Quả là những hình ảnh rất là sinh động về trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng đúng không các bạn? Và các bạn cũng thấy đó là phong cách thể hiện của các bạn trẻ trường Đại học Hồng Bàng rất là độc đáo, bởi vì họ thoát ly hoàn toàn với phong cách manga của Nhật Bản. Những hình vẽ sinh động 2D và 3D được thể hiện rất là chân thật trong bộ phim hoạt hình này. Bật mí với Quỳnh Anh và các bạn nha, tuy đây chỉ là một đồ án tốt nghiệp của các bạn trẻ thôi nhưng mà nó đã vượt qua cả sự mong đợi, tại vì nó đã thể hiện được cái tình yêu của các bạn đối với sử Việt nước nhà. Vâng, và phần tiếp theo ngay sau đây các bạn sẽ được biết thêm rất là nhiều thông tin thú vị và bổ ích về cách tiếp cận môn học lịch sử trong chuyên mục Hoa Thị Đau Dòng. Vâng, xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Hoa Thị Đầu Dòng. Và như ở phần đầu, Khoa và Quỳnh Anh đã chia sẻ rất nhiều những thông tin thú vị về cách tiếp cận môn học lịch sử nè.
Thì ở phần này Khoa cũng muốn giới thiệu với các bạn một người có thể hướng dẫn chúng ta nhìn nhận đúng hơn về môn học lịch sử tưởng chừng như khô khan này. Vâng, đó chính là thầy Trần Thái Sơn, giáo viên trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Thì theo thầy thì hiện tại các bạn học sinh, sinh viên ngày nay đang gặp khó khăn gì trong việc tiếp cận lịch sử với môn học lịch sử? À, cái khó khăn lớn nhất của các bạn đó là một thực tế đó là chương trình của chúng ta còn quá nặng. Thứ hai đó là các bạn chưa có nhiều nguồn tiếp cận được. Chẳng hạn như tại sao mà khi nhắc tới lịch sử thì hầu hết các bạn lại biết lịch sử của nước ngoài nhiều hơn. Vì một trong những cái mà nước ngoài người ta làm được rất là tốt đó là thông qua các tác phẩm điện ảnh, tác phẩm âm nhạc để người ta truyền tải nội dung lịch sử. Còn đối với Việt Nam mình á, thì do một yếu tố khách quan các bạn thấy rất là rõ là chúng ta không có điều kiện để chúng ta thực hiện những các tác phẩm điện ảnh hoành tráng như vậy để có thể truyền tải nội dung. Nhưng mà Việt Nam chúng ta cũng đang từng bước khắc phục dần. Các bạn thấy rất rõ là hiện tại bây giờ trên VTV có những bộ phim về lịch sử như là Thái sư Trần Thủ Độ, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có một bộ phim về Lục Vân Tiên cũng là một bộ phim về lịch sử, hay là các sân khấu kịch về các nhân vật lịch sử như là Tả Huân Lê Văn Duyệt nè, hay là Ngàn Năm Tình Sử nè. Hiện tại bây giờ thành phố rất đẩy mạnh cái phong trào đó, sáng tác sự ca học đường. Thì cái không chỉ sáng tác nữa mà cuộc thi đó còn đi vào trong nhà trường với việc là thể hiện các ca khúc sự ca học đường. Như vậy là cái khó khăn mà hiện nay có lẽ là chúng ta chưa thực sự đa dạng hóa trong cái vấn đề mà giới thiệu lịch sử đến các bạn trẻ. Đó có phải là một lý do khiến cho thầy quyết tâm là phải tham dự cái cuộc thi thiết kế tiết học lịch sử để mang đến cho các bạn học sinh một tiết học lịch sử hiệu quả nhất không? Đó cũng là một lý do. Vì từ trước đến nay thì các bạn thấy rằng là không chỉ riêng môn lịch sử đâu, mà tất cả các môn luôn, chúng ta quen một cách là giáo viên truyền đạt, học sinh học bài. Môn sử, môn sinh, môn địa, tất cả sẽ có một cái khung ghi nhớ nhất định mà chúng ta phải. Nhưng mà trong giai đoạn hiện nay, khi mà sự phát triển của xã hội ngày càng lên, về nhà trường thì cũng đang cố gắng tạo điều kiện về trang thiết bị thêm phương tiện thông tin như là máy chiếu nè, hay là bản tương tác nè, hoặc là tạo cho học sinh đi học ở các nơi như là bảo tàng hay là về một cái chiến khu nào đó. Với một lòng yêu nghề, tại vì thực chất là từ nhỏ đã thích rồi, thông qua các câu chuyện kể, cảm thấy là cái trách nhiệm của mình đối với sử nhà thì đã thôi thúc mình là cố gắng xây dựng một tiết học làm sao mà trong đó các em có thể tiếp nhận lịch sử nước nhà một cách nhẹ nhàng nhất. Theo em thấy là rất nhiều bạn sợ học sử, sợ kinh khủng luôn như Khoa chẳng hạn. Cho nên là thầy có cái cảm thấy buồn khi mà các bạn sợ sử như vậy không ạ? Một cái môn mình rất là tâm huyết mà cứ đến tiết của mình là các nhìn ánh mắt của các bạn là cảm thấy trong đó đầy nỗi lo. Buồn thì tất nhiên là có buồn. Nhưng mà cái nỗi buồn đó là nỗi buồn chung cho những người giáo viên dạy sử và cả nền sử học nước nhà nữa, chứ không phải là riêng thầy. Nhưng mà điều quan trọng nhất á là chính nỗi buồn đó, mình thấy được học sinh nó bị ám ảnh bởi bụng mình thì nó lại là một động lực để giúp cho mỗi giáo viên dạy môn lịch sử càng phải tìm hiểu thêm về nhiều phương pháp để cải thiện được và xóa bỏ đi hai chữ ám ảnh trong học sinh khi nhắc tới môn lịch sử. Dạ, như vậy thì khi mà thầy đã thành công với việc đạt được một giải thưởng là giải ba trong cuộc thi thiết kế tiết học môn lịch sử, thì qua đó thì thầy thấy được rằng các bạn học sinh thích ở môn lịch sử những điểm nào và mình đã cải tiến được những điểm nào khiến cho các bạn cảm thấy bị thu hút môn. Mình cảm nhận là học sinh nó học sử á, nó thích nhất là hiểu được câu chuyện lịch sử. Đặc biệt nhất là khi mà mình kể một câu chuyện lịch sử mà có liên quan tới nội dung bài á, học sinh nó rất là thích. Tại vì lịch sử đó là những câu chuyện xảy ra bình thường trong quá khứ thôi, và mình đang tái hiện lại nó. Và cái đặc điểm của môn lịch sử mình không thể thí nghiệm lại được, mà mình phải thông qua các câu chuyện đó để cho các em nghe. Cho nên á, là cái điểm mà thầy đang cố gắng khắc phục đó là làm sao đó giảng dạy bằng những câu chuyện lịch sử có thể đi một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn làm được điều đó thì phải là một quá trình, mà quá trình này không chỉ tác động bởi người thầy. Bên cạnh người thầy thay đổi phương pháp thì còn có cái cách nhìn khác từ xã hội đối với bộ môn và cách nhìn khác từ học sinh đối với bộ môn. Vậy thì thầy có thể cho tụi em một cái ví dụ cụ thể về cái phương pháp mà thầy đã áp dụng trong cái tiết học của mình không?
chẳng hạn như là cái tiết học mà mình thi tự học sử Việt vừa rồi á, thì dạy tới bài kinh tế của thời Đinh Tiền Lê, tức là giai đoạn đầu mình giành độc lập, thì các bạn biết là dạy kinh tế rất là khô. Đúng nó rồi. Không giống như là một trận chiến, nó có đó kịch tính cao sử trào rồi mà còn lại về kinh tế nữa. Nó, nhưng mà nếu như chúng ta biết khai thác thì kinh tế nó sẽ rất là hay. À, chẳng hạn như trong cái bài kinh tế, đối với Việt Nam từ xưa đến nay nền kinh tế nông nghiệp là trọng tâm. Thì đã gọi là trọng tâm thì nhân vật trọng tâm ở đây là người sản xuất trong nền kinh tế nông nghiệp, đó là nông dân. Thì mình cho mình mượn cái chương trình Nói và Làm của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình đem vào tiết học mình, đó là gì, đó là bây giờ người nông dân muốn gì thì các em sắm vai vào người nông dân đó, hãy nói lên. Bây giờ mình làm nông á, mình cần gì thì mình nói lên. Rồi một bạn là làm nhà vua, thì đứng trên cương vị lãnh đạo thì nhà vua thấy người ta làm nông, người ta cần này, hợp lý không? Hợp lý, mình đáp ứng được tới đâu thì mình đáp ứng. Như vậy thông qua một câu chuyện, một cuộc trao đổi bình thường thôi, một cuộc trao đổi bình thường thôi, các em sẽ thấy được cái nội dung trong quá trình xây dựng kinh tế. Như vậy các bạn thấy xây dựng kinh tế hồi nay các bạn nói rất là vĩ mô, rất là lớn, nhưng mà thông qua cái cuộc trao đổi đó nó rất là đơn giản. Ổn định đời sống người nông dân, người ta chỉ cần ruộng để cày, cần giống để gieo, cần công cụ để sản xuất. Nhà vua đáp ứng được ruộng, đáp ứng được không, đáp ứng được thì chia ruộng. Nếu như có giống, có công cụ lao động, ok thì cho nông dân. Như vậy nông dân được tạo điều kiện thì người ta sẽ làm thôi. Như vậy từ đó học sinh rút ra nội dung bài học. Wow, thầy kể thôi là em đã cảm thấy là nhưng rất mà, là hứng thú với tiết học vừa rồi. Nhưng mà nếu như muốn làm được điều đó thì bản thân học sinh nó phải trao đổi thật rất tích cực. Tại vì dạy xong rồi các bạn sẽ thấy rất rõ, có nhóm trao đổi rất là tích cực, nhưng có nhóm trao đổi không tích cực thì cuộc trao đổi nó sẽ thất bại. Và em nghĩ là chắc một phần cũng do cái việc chuẩn bị của các bạn nữa. Sự chuẩn bị của bộ môn lịch sử thì cũng không dám yêu cầu các em nhiều. Tại vì bây giờ các em dành rất nhiều thời gian cho các môn khác. Đôi khi mình cũng thiệt thòi là tại vì mình môn phụ đúng không? Cho nên là bản thân mình thì mình chỉ nói là đây là một bộ môn bình thường so với các bộ môn khác thôi, còn phụ hay là không phụ là do xã hội người ta nhìn nhận. Thì mình chỉ yêu cầu là học sinh đọc sách ở nhà trước. Tại vì đọc sách ở nhà trước là một giai đoạn để em nắm bắt nội dung cơ bản nhất. Thì đọc sách xong các em sẽ tự cảm nhận được đó. Còn nếu như em nào không đọc sách thì nó cũng rất là dễ. Tôi là nông dân, tôi muốn sống được, tôi cần gì là nói ra vậy thôi. Có nghĩa là mình muốn nghe học sinh nói theo suy nghĩ của học sinh, rồi từ đó mình mới dẫn dắt vào bài. Tức là không áp đặt gì hết. Không áp đặt. Thầy có một cái bí quyết nào để giúp cho các bạn có thể học sử tốt hơn không? Không phải là bí quyết gì cao siêu. Trước tiên chúng ta muốn học tốt một môn thì cái điều quan trọng nhất đó là ý thức của người học. Mà cái ý thức đó đòi hỏi phải được xây dựng cả một quá trình, chứ không phải là ngày trước, ngày sau là chúng ta có ý thức đâu. Các bạn nên hiểu rằng là học sử không phải là các bạn gắn liền với các con số khô khan hay các sự kiện khô khan đâu. Mà cái nội dung trọng tâm nhất của môn lịch sử đem lại cho các bạn đó là các bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra cho mỗi bản thân. Thầy nghĩ như thế nào về việc là tình yêu của các bạn dành cho lịch sử ngày hôm nay? Tất nhiên là nó không phải nằm ở những cái con số, những cái sự kiện, những cái thông tin, mà nó thể hiện qua điều gì? Giống như hồi nãy thầy nói rồi, đó là các bạn nên hiểu là học sử không phải là học về con số sự kiện. Còn câu hỏi là tình yêu thì chúng ta đã gọi là tình yêu thì cần phải có một quá trình xây dựng, quá trình tác động từ nhiều phía, từ bên ngoài vào và từ bên trong ra. Từ bên trong đây nãy thầy nói là ý thức á, còn từ bên ngoài đó là sự khắc phục, sửa chữa, chung tay xây dựng của cả cộng đồng, từ nhà trường, nhà quản lý, rồi gia đình, rồi thầy cô, vân vân. Thì muốn làm được một tình yêu đó thì cần phải có rất nhiều người. Thì các bạn chỉ cần học lịch sử bằng những cách rất là đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta xem một bộ phim lịch sử Việt Nam thay vì chúng ta xem một bộ phim bom tấn nước ngoài. Thay vì các bạn nghe các tác phẩm nước ngoài hay là các nhạc trẻ bây giờ thì các bạn dành một chút thời gian chúng ta cảm nhận về các tác phẩm âm nhạc viết về lịch sử. Đây Việt Nam em yêu, rạng ngời anh bình minh. Đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai rạng rỡ.
Và các bạn ơi, Khoa hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bạn có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác về bộ môn lịch sử tưởng chừng như là rất là khô khan này. Và Khoa mong rằng những chia sẻ của thầy Sơn sẽ giúp cho các bạn có được một tình yêu thực sự đối với sử ta. Và chuyên mục tiếp theo là quà tặng tuổi Hoa sẽ có một phần quà rất đặc biệt dành cho các bạn. Xin chào các bạn, chúng ta đã đến với chuyên mục quà tặng tuổi Hoa. Và kỳ này thì chương trình sẽ mang đến cho các bạn một món quà hết sức đặc biệt. Và trước tiên thì Khoa xin được giới thiệu người đồng hành cùng Khoa trong chuyên mục quà tặng tuổi Hoa kỳ này, chính là bạn Quỳnh Anh. Cảm ơn Khoa. Các bạn ơi, những ngày tháng 10 vừa qua có lẽ là những ngày rất đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam, khi cả nước nghiêng mình tiễn biệt vị anh hùng của dân tộc, đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vâng, và Khoa nghĩ rằng chắc chắn các bạn vẫn còn nhớ như in hình ảnh hàng ngàn người đã chờ đợi được để viếng đại tướng lần cuối nè, hay là rất nhiều người đã khóc suốt mấy ngày trời, thậm chí một số người còn đeo lên mình chiếc băng tang để tưởng nhớ đại tướng. Đúng là một hình ảnh rất là đáng được trân trọng, đúng không Quỳnh Anh? Đúng rồi đó. Và ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2013, chương trình Nhật ký tuổi Hoa nghĩ rằng đây là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh vị tổng tư lệnh duy nhất người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua bộ phim hoạt hình 3D Quyết định lịch sử. Suốt đêm 25 tháng 1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ, cân nhắc. Đại tướng thấy rằng ta cần phải chuyển từ phương án đánh nhanh thắng nhanh sang phương án đánh chắc tiến chắc. Trước lúc lên đường, bác đã giao nhiệm vụ cao cả, tướng quân tại ngoại. Đại tướng phải chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn cuộc tấn công. Tài năng và tâm đức của một vị tướng là ra những quyết định dũng cảm nhưng hợp lý, nếu không sẽ dẫn đến những thất bại khôn lường về người và vũ khí, đặc biệt là thiệt hại về cục diện của chiến trường và của cách mạng. Sau nhiều ngày chuẩn bị chu đáo, hệ thống giao thông hào đã được quân ta thiết lập để đảm. Đại tướng nhìn đồng hồ, lúc đó là 17 giờ 5 phút, ngày 13 tháng 3 năm 1954. Đại tướng dõng dạc ra lệnh, chiến dịch lịch sử bắt đầu. Năm 56 ngày đêm, quân ta liên tục tấn công, tiêu diệt dần từng bộ phận, từng cứ điểm cho đến khi hàng vạn quân địch đầu hàng, cờ đỏ sao vàng quyết chiến quyết thắng, phấp phới bay trên nóc hầm của tướng ở các tơ ri. Các bạn ơi, bật mí với các bạn nha, đây là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người. Và các bạn biết không, tuy là thời lượng phim chỉ có 20 phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà cả ekip làm phim đã phải thực hiện rất là cực lực trong suốt 2 năm trời để cho ra được những hình ảnh sinh động nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị anh hùng vừa bản lĩnh vừa nhân hậu. Quỳnh Anh tin rằng bộ phim này thể hiện tấm lòng thành kính và tình cảm đáng quý của người dân Việt Nam đối với đại tướng nữa đó. Và Khoa cũng mong rằng đối với các bạn trẻ thì hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ luôn sống mãi trong lòng các bạn, và đó cũng sẽ là một biểu tượng về niềm tự hào, niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất.